Kính chào quý vị khán giả. Nhiều nơi ở Nam Bộ vẫn sẽ có nắng nóng trong ngày thứ tư. Nóng nhất dự báo là Đồng Phú, Biên Hòa với mức nhiệt cao 37 độ C, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh hay Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc sẽ là 35-36 độ C. Tại thành phố Sóc Trăng chưa xuất hiện nắng nóng. Những ngày tới nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32-33 độ C. Tuy nhiên là với số giờ nắng kéo dài 8 đến 9 tiếng thì khoảng trưa chiều trời cũng khá nóng. Giữa cái nắng chói chang của miền Tây, hoa kèn hồng đang đồng loạt bung nở, khoe sắc suốt con đường dài gần 1 km dẫn vào trung tâm hành chính thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thông thường hoa chỉ nở rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4, tuy nhiên năm nay nóng hơn mọi năm nên hoa nở sớm. Khi bung nở, cây thường trút hết lá, chỉ còn những chùm hoa phủ một màu hồng hút mắt. Quý vị nên đến đây vào sáng sớm hoặc là chiều tối để có thể thư thái chụp ảnh, ngắm cảnh vì lúc đó trời không quá nóng. Thời tiết khu vực Tây Nguyên, trong đó có Bảo Lộc, Lâm Đồng, dự báo những ngày tới vẫn ổn định là nắng ráo, nhiệt độ ban ngày vào khoảng 31-32 độ C, đêm và sáng trời se lạnh 18 độ C. Trong hành trình khám phá vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn, đồi Lam Sơn Bảo Lộc sẽ là địa điểm săn mây mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ lỡ. Săn mây tại đồi Lam Sơn khá dễ với địa hình cao, tầm nhìn rộng và không bị che khuất bởi đây là một đỉnh đồi cao và thoáng. Khung cảnh bình minh và hoàng hôn nơi đây cũng khá tuyệt đẹp. Còn đối với các điểm du lịch ở miền Bắc, dự báo vẫn sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm trong 2 đến 3 ngày tới. Trong ngày trời tạnh ráo và đỡ rét hơn, nhiệt độ trong ngày thứ tư sẽ tăng nhẹ, phổ biến tại Hà Nội và hầu hết các điểm du lịch trong khoảng 15 đến 19 độ C. Riêng Điện Biên Phủ thì có nắng 29 độ C. Tại Hà Giang, dự báo 3 ngày tới sẽ đỡ rét hơn hôm nay, nhất là thứ năm với mức nhiệt 20 độ C, các ngày còn lại là 18 độ C. Những cơn mưa nhỏ sẽ xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Khi đến vùng núi đá Hà Giang vào dịp này, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa gạo nở đỏ rực dọc các con đường, trong bản làng hay là triền núi treo leo. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.